Con lấy được giấy tờ xe về rồi. Lấy được rồi à? Bao tháng lấy cho con đấy. Thế à? Vâng. Lấy bao giờ đấy? Vừa lấy xong à? Vừa lấy xong luôn. Đấy. Con sang đấy thì bác thắng bác gọi thằng Hiệp sang, là thằng Hiệp lo sang nó định thái độ nó không giả, nhưng mà bác thắng bác cái đánh luôn, thế là nó sợ quá là nó giả luôn. Giả luôn. Nó giả luôn chứ còn gì nữa. Bác con bác thắng nó giả sẵn. Nó giả xe rồi, bây giờ nó không giả giấy tờ thì nó cũng giữ cái giấy tờ, nó cũng vô vị chẳng làm không, gì. Không, ý là muốn giữ giấy tờ của con này để cho con là nó dọa con ấy, nhưng mà thật ra là giấy tờ vẫn tên con mà đầy đủ con của con mà nó bảo chẳng này nó chỉ mõm nó nói nhiều nó toa thế chứ thật ra đâu phải thế đâu. Con mồm nó nói như thế. Thế con bảo này bây giờ hay là con mẹ sang nhà bác thắng một tí nhờ để xin cảm ơn bác cái tí nhờ được không, hay là mai thôi đi xem là đi luôn á. Ừ, đi sang cảm ơn bác một tí qua để bác lấy cho cái xe rồi với lại giấy tờ rồi để sang có lời người ta một tí, sang cảm ơn người ta tí rồi là bảo với bác là cho con qua lại luôn nhỉ. Thế tại vì hay là thôi để hôm khác, bây giờ sang cảm ơn thôi. Sang cảm ơn thì nói mấy câu với bác ấy. Vâng, thế đi. Bây giờ bác lấy được giấy tờ, lấy được xe không? Hôm mày còn lâu lắm. Mày đấy, mày có bác lấy cho. Tại vì là bác đi gọi Hiệp sang cho bác được, hiện thằng kia nó mới sợ. Mà thằng này công nhận là mõm mõm thật nhỉ? Nó phải đúng. Đúng. Đấy. Mày mõm thật đi. Mõm thật. Đi. Ông ngồi xem TV được không? Chào bác. Chào bác. Vâng. Vâng. Bác ơi, hôm nay cháu với mẹ cháu sang đây để cháu ơn bác về cái chuyện mà bác đã lấy được giấy tờ cho cháu. Đình thì tôi cái xe và lại hôm nay lấy được cả giấy tờ rồi. Cái xe rồi. Thì cháu cũng chỉ biết là hôm sang đây cháu cảm ơn bác thôi, tại vì là bây giờ nhờ có bác này thì cháu mới lấy lại được giấy tờ và lấy lại được xe, tại vì chả có ai giúp được cháu lúc bây giờ cả. Tôi tất cả anh em bạn bè tôi nói với bè như này này, cái giấy tờ xe tôi nói với bè là tôi lấy giấy tờ xe tôi cũng vừa đưa cho Kiên rồi. Thôi thì đồng viên Kiên này thôi thì tình trạng đi có bây giờ xe tôi lấy xe rồi thì thậm chí tôi mang xe cho gia đình nhà bè rồi. Thế còn cái giấy tờ này là tôi lấy nốt mà tôi cấm nhãn thư nhà tôi, thì tôi không cho nó đi lại những cái thằng Nhật, những thằng Che Xanh ấy. Con nhà tôi mấy ngày ngày nay là tôi mắng cho là rô cứ ở trong phòng thì tôi tức bực. Tôi nói mẹ đấy, tôi vừa chửi cho cả con thư thì tôi xong rồi tôi mới bắt gọi ngay cái thằng Hiệp đi đây để tôi phải lấy cái tờ xe. Tôi lấy cái tờ xe là được cái nhà thằng Kim vừa hành thì nó đến nhà tôi chơi. Thế tôi đưa cho cháu cái tờ xe rồi. Đấy, tôi bảo là khuyên thằng Kiên này này thỉnh thoảng thôi quay lại nhà bác chơi. Đấy. Bây giờ ông ấy may là ông lấy được cái xe, chứ còn kia nó nói mãi nó có giả đâu. Đấy. Tất cả nhờ bác thắng đấy. Lấy được đấy. Giấy tờ xe tôi nói mẹ nè, thằng Kiên nè nó tặng con nhà tôi, cái giấy tờ xe thì nó cũng ở đi tỉnh hết, nó có trong hồ sơ như mình thôi. Thế mà nó bảo sao mà bảo là thằng Hiệp mà bảo là xem tên đủ chủ được mà mấy nọ kia được, thì giấy tờ nhà bè là bè phải viết tay là cho thằng Nghiệp thì thằng Nghiệp nó mới sang tên đủ chủ được. Đấy, một nói cả đấy. Chứ thằng Nghiệp có nhiều khi là nó còn bắt lẹt cả cái thằng Dũng cho tôi. Cái hôm đấy các bạn đấy, Nghiệp nó chặn thằng Dũng nên là đánh thằng Dũng mẹ. Nó đánh luôn mà. Còn chưa kể cho bác nghe đấy. Đánh nó đánh thằng Dũng đánh luôn mà. Nhà tôi cái hôm mà thằng Dũng nó đang sang xe xanh rồi đấy. Đấy, thế là nó chặn ở ngoài đường này, nó đánh thằng Dũng này. Đấy, nó đánh nhà con của tôi là thằng Dũng nó không giấu tôi. Nên nè, cái nó bảo càng Kiên tôi sang tên đủ chủ rồi, đem sang tên đủ chủ ở công an, nên tôi nói mẹ nè, nó có hồ sơ là tên thằng Kiên đúng rồi, bây giờ là có hồ sơ hết rồi, bảo đi trộm xe được đâu. Nó bao giờ công an nào không đi đâu, pháp luật nào với tôi, giấy tờ là của Kiên, tên của Kiên là dưới như công an rồi. Đấy, tôi nói mẹ thì tôi phải lấy bằng được cái giấy tờ, tôi cấm con thư thì tôi không có con thư nhà yêu đương cái này mà tôi xem tôi lấy giấy tờ xong tôi đuổi luôn mẹ, không có ở từ nay đi không có, tôi chặn cả thằng Dũng chúng tôi rồi, từ nay đi mà bén mẹ theo đây nhà tôi đuổi không phải là tôi cho xem đấy. Nên tôi bè cũng yên tâm được như thế. Đấy, hôm nay nó đi bộ mặt của nó đi xấu hổ. Cháu nói bác này là vì thời gian vừa qua đấy thì nó cũng xấu như thế nhưng bác cũng không tin, đến bây giờ thì mọi chuyện nó mới bỡ lẽ ra như thế này. Thôi cái chuyện cũ rồi thôi không nhắc lại nữa bác ạ.
bây giờ bác cứ nói chuyện bình thường với Thư thôi, để Thư suy nghĩ lại. Cháu nghĩ là bây giờ Thư cần một thời gian nữa thì Thư mới suy nghĩ lại được. Bây giờ thì Thư vẫn hơi mù quáng. Bác bắt cái Thư thì bác từ hôm qua rồi, bác bắt là từ bác nay nói, bác cứ nói bình tĩnh. Hai chị em nó bây giờ này phải đi làm ăn. Con nhà tôi bảo rồi, cái Thư này phải đi làm để cuộc sống của nó. Về thằng chúng tôi bây giờ đang bây giờ bác cứ cấm không cho đi yêu đương thì cái thằng kia bác cứ gấm thằng kia là được, thằng kia lừa đẻo rồi lại cái thằng kia lừa hết cái nọ lừa cái kia rồi cái Thư thì tôi nó cứ lúc nào cũng suy nghĩ về cái thằng Hiệp đấy nên tôi cấm chỉ rồi. Thế nên là tôi xem thì tôi nhà tôi mà nhìn thấy hay là con nhà tôi nhìn thấy tôi đuổi thẳng khổ. Bây giờ Thư đâu bác? Thư bác mắng là đi vào trong phòng rồi. Ở đây trong phòng à? Đấy, cái mắng xong rồi đi vào trong phòng. Nên tôi bẹp. Bác bảo Thư ra ăn uống đi, bây giờ đang bầu bì bác ạ. Bây giờ không ăn uống gì cả, ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Bác bảo rồi đấy cháu ạ, nhưng mà thôi thì kệ bầu bì đấy. Ôi kệ gì bác? Chắc là nó cũng ấy rồi, cho bác cũng mắng cho là khóc là khóc là cửa sân rồi. Thế là về trong phòng bác ngoại bác Thư ra ăn cơm rồi là sân thì hình như nào. Thôi ông ạ, nốt cấm thằng Hiệp kia là được, còn Thư thì ông chỉ nói qua thôi. Bây giờ bác mà mắng Thư nữa thì Thư nghe đâu, tại vì cháu biết tính Thư mà bác cũng biết tính Thư rồi. Thư chỉ ưa lịnh thôi, bây giờ nói to nói lớn cái càng làm ngược lại ấy. Của bác cứ không được, bác vào bảo giúp tôi là vào xem ăn uống gì cho Thư ăn nữa, tại bây giờ bầu bì có phải là một mình đâu, rồi là ăn uống cho con. Rồi bác và bác gọi Thư thì bác ra chơi xem không, bác không bác chơi sao bác không. Ô chắc không ra đâu, chắc không có gì đâu, để bầu bì đi kệ thôi nè. Tôi kệ răng này đây đâu, kệ tôi mắng con mẹ giận tôi nói mẹ này, tôi cấm chơi bời với thằng Nhật, chơi bời liên thuyên thôi, vâng lừa đảo thôi bác. Cái chuyện cũ thôi, cái chuyện cũ rồi bác không nhắc lại nữa, tại vì bây giờ mình cái chuyện cũ nó qua rồi, mình kệ cho nó qua đi. Còn là hôm nay thì cháu cũng sang, là cháu muốn là cảm ơn bác mà về cái chuyện mà bác đã lấy lại được cho cháu cái xe, và cháu muốn cháu xin bác cho cháu qua lại với gia đình bác để cháu tiếp tục, để cháu có cơ hội để cháu lưu Thư. Thì cháu cũng chỉ mong rằng là sau này Thư có tình cảm với cháu thì cháu vui, còn là cháu chỉ biết là cháu sang đây để cháu cảm ơn thôi, chứ thì cháu cảm ơn thôi. Tôi nói với mẹ này đây, cháu sang đây cháu cảm ơn thôi, còn là thôi. Tôi cũng làm cả kia rồi, nên bây giờ có phương tiện rồi, xe cộ ấy rồi thì là quay lại thì tôi chơi đấy, rồi cho nó vui đấy. Tôi nói này như thế rồi, nhưng còn thằng Hiệp kia là tôi cấm chỉ rồi, cấm ngay tôi rồi. Cấm như thế rồi thì không dám, chắc không dám biết lại sao. Sao không mà dám sang luôn đấy, đục mặt xong là bầu bí nghèo, bầu bí thì ông là cũng bố mắng cái nhà tôi. Thư bây giờ đang làm gì? Thư chắc là trong phòng đó. Vâng, trong phòng cũng cháu. Chắc là trong phòng. Ông mắng ông nói thì chắc thì thôi kệ đâu. Thư ơi. Thư ơi. Đang ấy rồi. Đang làm gì trong phòng? Ngủ à? Ngủ. Có gì dậy đâu. Thế này. Đang ngủ rồi. Chứ đang... Thư ơi. Ra đấy, bây giờ Thư nói cũng không nghe đâu. Đang ngủ bác ạ? Nói không nghe đâu, tôi kệ. Thế thì, em ơi. Thôi về đi. Bác ơi, cháu xin bác cho về nhá. Thôi, đi. Bây giờ rồi, cháu về, bác có đi nghỉ mà. Con nghe, bác có đi nào. Vâng, cháu về chứ. Vâng, tôi rảnh rảnh cho cháu. Thôi, thỉnh thoảng cháu có xe cộ, thỉnh thoảng qua lại nhà bác chơi cho nó vui nhá. Vâng. Thôi, bè đi, cháu về nhá. Vâng, cháu về. Cảm ơn bác về ạ. Cháu về ạ.